Hi mọi người, thì hôm nay mình đã sử dụng mật ong của Thiên Cương là mình đi. Thì sau khi mình sử dụng mật ong này á, mình về mình không phải uống cũng không phải làm gì hết, nhưng mà mình sử dụng một công dụng của nó là để bổ tóc. Để làm sao? Tại vì những cái bạn nữ hoặc là những người mà bị hói tóc, tóc mà không bị yếu, bị sơ, bị rụng rồi đó, bạn sẽ pha mật ong này với lại dầu dừa với phần với cái độ là 2:1, có nghĩa là 2 dầu dừa 1 mật ong. Thì khi đó bạn sử dụng á thì bạn ủ lên đầu khoảng nửa tiếng, sau đó bạn ngồi lại như bình thường. Thì cái mật ong này rất là tốt, trước giờ mình xài rất là nhiều loại mật ong rồi để ủ tóc, nhưng mật ong này để làm cho tóc mình nó trở nên nó mượt hơn và nó dày hơn cái sợi tóc, và nó là bóng hơn cái sợi tóc của mình. Tại vì khi con trai ra đường phải vuốt keo và vuốt mút, thì cái keo và mút nó rất là hại cho cái sợi tóc của mình. Nên khi mà sử dụng mật ong này để mình sử dụng mũ tóc thì cái mật ong này nó góp phần làm cho tóc mình nó đẹp hơn, xuôi mượt hơn, và nó, cái da đầu mình nó được khỏe hơn, để giúp sợi tóc nó tốt hơn. Xin cảm ơn Thiên Cương, mật ong Thiên Cương này rất là tốt.